Tóc bạc sớm bà con. Ai mà không tóc bạc sớm mà bị lão quá là tóc bạc sớm bà con à. Cứ từ 55 tuổi trở lên là tóc bạc. Đó, là nó lão quá con người mà. Con người đâu ai thoát khỏi sanh lão bệnh tử đúng không bà con. Cho nên nó lão quá con người là 55 tuổi trở lên là nó tóc bạc à. Vì nó bạc theo cơ thể lão quá của mình. Bởi vì lúc đó là bắt đầu canxi chúng ta thiếu. Chúng ta thiếu kẽm, thiếu đồng à, rồi là chúng ta thiếu vitamin B. Thiếu vitamin B nữa à, thiếu vitamin B. Cho nên là vitamin, thiếu vitamin đó, vitamin B6, B7, B9, B12 và D. Thiếu nhiều không bà con? Thiếu nhiều không? Chứ đâu phải không đâu. À, chúng ta thiếu canxi nè, kẽm nè, đồng nè, vitamin nè, B6, B7, B9, B12, D, vitamin B. Đó. Cho nên ta nói đầu hai thứ tóc là ta nói là mình cái lửa tuổi chững chạc rồi. Ông sao ông còn làm những cái chuyện như vậy? Đầu hai thứ tóc mà là ý nói là ông ơi, ông già rồi, ông cũng lớn tuổi, đầu hai thứ tóc sao ông làm chuyện bậy bạ với nít đồ vậy. Đó, nó vậy đó, đầu hai thứ tóc. Lớn rồi, già rồi. Cho nên để như vậy thì chúng ta phải có cái cách cũng không sao mà không có gì hết. Đó, như vậy thì chúng ta nè còn ăn nè bò, bơ bò, bò thịt bò đó, gà, gà gà vườn gà, thịt gà, và ăn nhất là ăn nhất con bò á, thì là chúng ta ăn gầu bò. Gầu là tốt nhất, gầu bò đó. Gà là ăn cái đùi gà, ức gà, đùi gà, ức gà, à gà gà vườn gà, đùi gà, ức gà. Heo, heo cũng có nơi ta gọi là lợn bà con à. Còn ở nông thôn á, ta còn gọi là con ủng ỉn. Rồi ta gọi nhiều lắm, nhưng mà con heo á, con lợn nó cũng là một thôi nha bà con. Đó. Cá thì nó đặc biệt nhất, cá sông, cá biển, cá đồng, cá nuôi, cá giếng, cá đồ, cá hồ rồi gì còn vậy cũng tốt hết á. Nhưng mà đặc biệt tốt nhất là cá ngừ. Ngờ ngư quỳ ngừ, chúng phải người ơi người ngư người đâu. À, không phải người này người kia đâu mà cá ngừ nha bà con. Không biết tôi nói có rõ mà tôi là cá ngừ cứ nhà đó nha bà con. Đó, nói vậy. Cá hồi đó là những thứ tốt nhất đó bà con. Rồi cá hồi cũng tốt tuyệt vời rồi. Hàu đó, hàu, con hàu á, con hàu á. Còn trứng á thì bà con ta nhớ là có trứng gà này, trứng vịt nè, trứng cút nè. Nhưng mà trứng gà thì mỗi ngày phải có một trứng. Nếu bà con chúng ta mua chục rồi 20 mấy ngàn đó, 28, 29, 27, 28 trứng gà, tùy theo lớn nhỏ, tùy theo giá nó trên lên. Nhưng mà cho là 30 á, thì mỗi ngày chúng ta đập đi, chúng ta đổ cái trào trắng bằng cách lọc lọc ra chút, rồi bắt đầu đưa vô miệng hút, hút vô cái là bắt đầu nó vô trồng đỏ không? Trồng đỏ nó nhẹ hơn cá trồng trắng, mà trồng trắng nó giữ lại, tao bỏ trồng trắng bỏ vỏ. Đó, tao hút cái trồng đỏ thôi. Tốt lắm đó bà con. Cứ ngày trứng, ngày trứng. Mà hút 6 ngày như vậy thì nghỉ ngày. Bà con nhé, bà con nhé, bà con nhé. Rồi là trứng cút nữa nè. Sữa tươi, sữa chua. Mấy cái này thì nó bán đầy ở siêu thị đúng không? Phô mai, bông cải xanh. Còn đậu thì có đậu xanh, đậu nành và đậu đỏ. Rồi, bà con nhớ. Cái làm cho tóc nó không bạc cũng được. Chứ có gì đâu, còn không có gì hết. À, còn đó là ăn, chúng ta ăn đằng nào cũng ăn. Cho nên ăn đề phòng. Còn muốn làm tóc không bạc thì được, ra ta ra tìm hớt tóc á, rồi nhuộm cái rồi chờ khoảng nửa tiếng hồi sau đem thui à. Nửa sau đừng lừa. Chào bà con, chúc bà con vui trẻ khỏe đẹp nào nào.